đang chờ đợi cơ hội. Và bây giờ là cơ hội của các bạn. Xin mời, ai sẽ là người nhanh nhất ạ? Hải An đã giành được câu trả lời đấy là Nhôm ạ. Nhôm ạ. Hải An đã không thể đứng yên để đưa ra câu trả lời được rồi. Và ở phía dưới kia cũng vậy, Hải An đã đưa ra phương án là Nhôm trong tiếng thở rất mạnh. Chúng ta sẽ được thưởng thức lại món bánh gấu trong trận chung kết. Và bây giờ xin mời Tấn An, bạn hãy trở về vị trí. Cảm ơn Tấn An. Hãy dành cho Tuyết Hà những tràng vỗ tay động viên được không ạ? Và những nhà leo núi hãy chia sẻ những cảm xúc lúc này cùng nhau ạ. Rất tiếc cho Tuyết Hà khi khoảng cách giữa Tuyết Hà và Hải An chỉ là 5 điểm. Cách biệt vô cùng ít ỏi. Và như vậy là bốn thí sinh đã về đến vạch đích rồi. Và phải công nhận rằng cả bốn thí sinh ngày hôm nay đều đã cống hiến cho chúng ta một trận đấu quý không thể hay hơn. Và bây giờ xin mời quý vị khán giả chúng ta hãy cùng dành cho cả bốn thí sinh một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt đi ạ. Tất cả thân mến, đừng khóc rồi nhé. Đừng khóc nhé, mọi người sẽ rất nhớ em.